Sắp tới sinh nhật Khánh Vy chưa? Chưa. Ngày nào ta? Ngoài bông hoa màu hồng là sinh nhật của con. Sinh nhật mấy tuổi? Không biết. Mấy tuổi sao không biết? 4. Đúng rồi. Giờ con muốn có quà gì? Hỏi lại đi. Hỏi lại gì? Sinh nhật con bút gì á? Sinh nhật lúc nào hả? Dạ. Chừng nào sinh nhật Khánh Vy? Nếu mà con 4 tuổi thì mới sinh nhật con. 4 tuổi hả? Dạ. Thì con thích tặng quà gì? Muốn tặng quà chính là tổ tiên chính Noel. Là cái trang trí chí Noel về cũng được nha. Trang trí ở đâu? Trang trí ở tầm bồ mẹ con quá. Bữa trang trí rồi mà. Chứ nhưng mà hôm nay xấu lắm. Sao bữa con nói đẹp? Không phải. Bà nội quá. Bà nói bồ mẹ con quá thì xấu lắm á. Xấu lắm. Giờ mua gì? Mua cái chuông ha, hay mua ông già Noel? Hay mua thiên thần? Không phải. Mua nhà của em đi. Mua nhà của em rồi trang trí rất đẹp. Mua quà cho con. Quà gì con? Chính là quà súng á. Cái gì? Cái súng. Cái súng gì? Cái súng. Cái súng bắn. Súng nước hay súng hơi hay súng gì? Súng nước. Trời ơi, bắn ở đâu? Bắn hả? Bắn ngoài đường. Sao công chúa mà chơi súng? Không mà, con siêu nhân hồng. Cái gì siêu nhân hồng hả? Dạ. Siêu nhân có chơi súng không? Dạ có. Thiệt không? Thiệt. Mày súng về cái gì nữa vậy, là không lấy đồ xịt tuyết đúng không? Mẹ lên mua cho con đồ xịt tuyết. Mai Út đi mua cho nè. Mua gì? Mua đồ xịt tí. Không chứ. Chứ mua gì? Súng. Mua súng. Súng nước. Súng nước bắn ướt hết nhà, trượt té. Ủa, bắn ngoài đường. Súng có nhiều gai. Bắn